Con nhà nông chào cả nhà, mến chúc cả nhà ngày đầu tuần thật là năng lượng và tích cực nha. Hôm nay con nhà nông đi coi điếm dừa cho ba mẹ mình. Đây là vườn dừa của ba mẹ mình chứ không phải của mình nha cả nhà. Thì hôm nay con nhà nông sẽ quay những cái công đoạn mà người ta bẻ dừa, điếm dừa. Và sẵn đó con nhà nông sẽ giới thiệu về dừa xiêm xanh là đặc sản nổi tiếng của quê mình nha. Rồi những cái công dụng mà tuyệt vời của nước dừa. Cái công đoạn mà mấy chú bẻ dừa mình không có quay được, lý do là mấy chú mặc quần tà lỏn ở tầng không à cả nhà, cho nên mình không dám quay. Rồi đây là sau khi bẻ thì có người gom ra để thành một hàng vậy, thì có người đẩy ra tập kết ở một khu vực nè. Đó, cả nhà biết không, dừa xiêm xanh là đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bến Tre. Nó có quy mô diện tích trồng dừa chiếm hơn 20% á cả nhà. Thì trước kia dừa uống nước này nè, dừa xiêm được xem là một cây trồng phụ thôi chứ không phải là cây trồng chính. Nó trồng chỉ xen những vườn dừa ta nè, hoặc là cây ăn quả nè, để lấy nước giải khát hoặc là chế biến món ăn thôi. Tuy nhiên danh tiếng và chất lượng của dừa uống nước Bến Tre ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ cái hàm lượng dinh dưỡng rất là cao luôn, và có lợi ích cho về sức khỏe cho con người. Do đó cái nhu cầu tiêu thụ dừa xiêm xanh ở Bến Tre ngày càng tăng cao và diện tích ngày càng mở rộng luôn. Đây là cái công đoạn đẩy, có thể đẩy bằng xe gồ hoặc là xe kéo mà tự chế cả nhà. Người ta dùng cái xe tự chế đó, người ta để trên cái xe gắn máy, người ta kéo ra, tại vì cái đoạn đường rất là dài luôn á, cái đường đi này rất là dài luôn đó cả nhà. Rồi mình sẽ giới thiệu tiếp về trái dừa của Bến Tre mình nha. Về đặc điểm hình thái rất là dễ nhận biết luôn á. Cái quả dừa của tỉnh mình á là nhỏ nha, cái vỏ bên ngoài là màu xanh, nước thì có vị ngọt đậm hơn so với những cái quả dừa uống nước được trồng ở những cái vùng khác. Cả nhà có biết tại sao mà dừa xiêm xanh Bến Tre có cái nước ngọt hơn những cái dừa xiêm của những cái vùng khác không? Tại vì Bến Tre mình nằm trọn trên ba dãy Cù Lao là An Quá, Cù Lao Bảo và Cù Lao Minh. Bến Tre nhận được một cái lượng phù sa giàu dinh dưỡng của dòng nước sông Cửu Long trước khi đổ ra biển. Bên cạnh đó thì Bến Tre mình có cái địa hình đất đai nè, khí hậu là rất là thích hợp cho quá trình sinh trưởng và phát triển của cây dừa luôn đó. Cũng phải kể đến cái công sức của người dân mình nữa, cái tập quán canh tác của người dân mình làm ra những cái sản phẩm dừa uống nước rất là đặc thù mà chỉ có cái vùng mình mới có thôi nha. Thì trong quá trình sản xuất, người dân canh tác vẫn luôn cho đất thở hàng năm bằng cách là vét mương nè, bồi bùn nè, rồi kết hợp giữa tập quán chăm sóc và việc áp dụng quy trình kỹ thuật mang tính khoa học nè, cho nên giúp cây dừa lúc nào cũng xanh tươi, đạt năng suất và chất lượng tốt ha, làm cho dừa xiêm xanh Bến Tre ngày càng nổi tiếng trên thị trường đó cả nhà. Nước dừa xiêm không chỉ đơn thuần là mình để uống giải khát đâu nha, mà nó còn có những cái công dụng rất là tuyệt vời luôn á. Bây giờ tới cái công đoạn mà người ta điếm dừa đó cả nhà. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cho cả nhà 6 cái công dụng tuyệt vời khi mà mình uống nước dừa nha. Thứ nhất là giảm nguy cơ mất nước nè. Thì trong dừa có rất là nhiều khoáng chất bổ sung nước cho cơ thể. Cứ uống một cốc nước dừa mỗi ngày sẽ giúp giảm nguy cơ bất thường về đường tiêu hóa đó. Rồi tạm biệt nhiệt miệng luôn, nhanh chóng hồi phục cơ thể sau khi mất nước cả nhà. Cái tác dụng thứ hai là làm đẹp da nha, nước dừa giúp điều chỉnh sự phát triển của tế bào nè, giảm thiểu sự lão hóa của tế bào nè, cân bằng cái độ pH và giữ cho da luôn ẩm nè. Đó là cái tác dụng thứ hai. Tác dụng thứ ba rất là tuyệt vời nè, tốt cho tim mạch nè. Nước dừa duy trì sức khỏe của trái tim nè, uống nước dừa thường xuyên á thì sẽ giúp điều hòa huyết áp, và do cái nồng độ kali trong nước dừa và cái axit lauric trong nước dừa cả nhà, cho nên giảm được cái bệnh tim mạch đó. Tác dụng thứ tư là tăng cường năng lượng nè, tại vì trong nước dừa có vitamin nè, khoáng chất nè và dinh dưỡng nè, khác hẳn với những thức uống khác nha. Nước dừa giúp mình tăng cường cái năng lượng rất là tuyệt vời luôn đó. Đặc biệt là trong nước dừa chứa rất là ít đường,
và cái hàm lượng natri rất là ít. Nhưng nước dừa thì có nhiều kali nè, canxi nè, cho nên bổ sung được cái năng lượng của cơ thể mình rất là tối ưu luôn đó. Cái lợi ích thứ năm là có lợi ích cho cái hệ tiêu hóa của mình. Tại vì trong nước dừa có chứa là acid lauric đó, khi vào cơ thể chúng ta thì nó chuyển đổi thành một cái loại acid có thể kháng được vi khuẩn ở cả nhà, chống dung nè, đường ruột nè, nhiễm trùng nè, đường tiêu hóa nè, đặc biệt là trẻ em và người lớn đó, thì nước dừa đóng vai trò rất là quan trọng, nó coi như là một cái loại thuốc kháng sinh gì đó. Tác dụng cuối cùng đó là giảm được cái vấn đề về đường tiết niệu. Nếu mà mình uống nước dừa thường xuyên nha, có thể làm giảm các vấn đề về đường tiết niệu đó, ví dụ như là tiểu rát nè, tiểu buốt nè, rồi mình uống nước dừa thì có thể giảm được cái triệu chứng này đó. Hôm nay buổi chiều người ta đến bẻ tỉa cả nhà, cho nên là bẻ chỉ có 2.000 tái thôi, rồi sáng mai người ta sẽ bẻ tiếp nha. Rồi video của con nhà nông cũng dài rồi, con nhà nông xin dừng video ở đây. Hẹn gặp lại cả nhà trong video tiếp theo vào ngày mai. Cảm ơn cả nhà đã xem video ủng hộ mình nha.